vì sao bầu trời thành phố Hồ Chí Minh ô nhiễm đến mù mịt. Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Tin tức Dân trí. Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường thành phố Hồ Chí Minh chính thức công bố nguyên nhân xuất hiện mù gây cản trở tầm nhìn và ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. Theo đó, nguyên nhân cháy rừng từ Indonesia bị bác bỏ, không khí ô nhiễm kết hợp với độ ẩm cao gây hiện tượng mù quang hóa. Theo Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh, trong các ngày từ 18 đến ngày 22 tháng 9 trên địa bàn thành phố, đặc biệt là nội thành, xuất hiện hiện tượng mù quang hóa gây cản trở tầm nhìn và ảnh hưởng sức khỏe của người dân. Hiện tượng mù quang hóa do hoạt động của dãy hội tụ nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh khuếch tán sâu xuống khiến thành phố luôn nhiều mây, không có nắng, nền nhiệt thấp, có mưa gián đoạn trên diện rộng, độ ẩm không khí cao và trong khí quyển có các hạt nhân ngưng kết, hơi nước bám và tạo thành lớp mù. Ngoài ra, do trời không nắng, không có đủ bức xạ làm nóng mặt đất, tạo ra lớp nghịch nhiệt làm cho các khí ô nhiễm phát tán từ hoạt động giao thông, công nghiệp làm sát mặt đất không phát tán được lên khiến cho các lớp mù ngày càng dày đặc và lâu tan. Hiện trạng sương mù dày đặc diễn ra các ngày từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 9 do hiện tượng đảo nhiệt thường xuyên gia định xảy ra định kỳ hàng năm vào khoảng tháng 9 và tháng 10 tại thành phố Hồ Chí Minh, kết hợp độ ẩm không khí cao gây ngưng kết các chất ô nhiễm có sẵn trong không khí tạo nên hiện tượng mù quang hóa, Trung tâm quan trắc thông tin. Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường đưa ra kết quả quan trắc 30 vị trí trong tháng 9. Theo đó, có sự gia tăng đột biến của các chất ô nhiễm như bụi lơ lửng NO2, SO2, CO trong các ngày từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 9. Trong đó, cao nhất là trong ngày 20 tháng 9, bụi lơ lửng tăng gấp 2,19 lần, NO2 tăng 1,41 lần, CO tăng 1,4 lần. Đặc biệt ghi nhận sự gia tăng của bụi mịn PM10, PM2,5 gia tăng từ 1,9 thành 2,2 lần. Đáng chú ý, loại bụi mịn này được khuyến cáo có ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của con người. Cũng theo Trung tâm quan trắc, trong khoảng thời gian đầu tháng 9 đã xảy ra cháy rừng ở Indonesia và các chuyên gia cho rằng tình trạng này ảnh hưởng đến chất lượng không khí của thành phố trong những ngày vừa qua. Tuy nhiên, dựa theo các dữ liệu dự báo trong nước, chưa ghi nhận hiện tượng mù tại các điểm các trạm quan trắc ở Phú Quốc, Thổ Chu và Côn Đảo. Trung tâm này bác bỏ nguyên nhân ô nhiễm không khí tại thành phố do ảnh hưởng của cháy rừng ở Indonesia. Để hạn chế ảnh hưởng sức khỏe, trung tâm khuyến cáo người dân, đặc biệt là trẻ em và phụ nữ có thai, người lớn tuổi, hạn chế ra ngoài, tham gia giao thông và các hoạt động thể thao ngoài trời. Nếu có nhu cầu, cần đeo khẩu trang, đeo kính che toàn bộ mắt, che kín cho đến khi tiếp xúc với sương mù ô nhiễm. Đồng thời, người dân nhớ nhỏ mắt, mũi bằng nước muối sinh lý, tăng cường vệ sinh nhà cửa, hạn chế phơi thực phẩm, quần áo, hạn chế sử dụng nước mưa. Các bạn nhớ like và subscribe kênh YouTube Tin tức Dân trí để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày các bạn nhé. Huấn Hoa Hồng bị đưa đi cai nghiện bắt buộc. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Tin tức Dân trí. Huấn Hoa Hồng, cái tên được cộng đồng mạng biết đến qua những hình ảnh khoe của, đã bị công an quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định đưa đi cai nghiện bắt buộc.